Nani? Rượu xanh sáng trời. Ủa kìa, đâu bóng đâu chứ nét trời. Hello bạn nha. Bữa nay ông Sàng ông cho nghỉ buổi trưa, buổi trưa các bạn. Buổi chiều giờ này là giấc chiều các bạn. Mà ông đang ông nằm ông ngủ trong các bạn. Mình hổm gài mình cai cái vụ mà mấy con vịt bói phòng có ông tham gia nữa nè. Ấu anh nghĩ sao mấy phòng con gì mà mấy vịt vô trời. Bữa đó định cho cùng... định cho ngủ chung mấy vịt ông chơi. Ông đen à. Mày nuôi vịt cả mày đổ thừa. Hổm gài là 2-3 ngày nay mình tìm cách để mình chơi là ông Sàng mà không được các bạn. Cái này ông phòng ngự cao quá. Phòng bị quá trời cao rồi. Bữa nay ông Sàng ông tôi nghỉ buổi sáng mà ông đang nằm ngủ. Bây giờ mình vô mình lấy gì quá mình chơi ngược lại ông đen nha các bạn. Ông phỏng mình cũng đâu muốn đâu mà tay gieo hù với tôi ông với ông cam này bữa đó nè chứ đâu tao có liên quan gì không. Đúng rồi ông lên giờ, từ cũng thấy không mà bây giờ ông Sàm đang đi không chịu nha bạn. Sàm đi anh em mình nãy giờ nằm nhưng mà trời ngủ liêu riêu lên thay dạng kêu mình vô đây quay không biết gì ông ngủ gan chết trong cái khò khò máy nhưng mà phải có tôi với tôi sẽ cho quay phim đó là giao kèo. Bây giờ đi quay lại qua nó. Bây giờ mình vô mình bắt mấy vịt vào ấy mình chơi chậm lại bạn. Hãy vô quay không có mấy vịt trước đi. Vô cho bạn có mấy vịt trước đi. Cúi ra cúi. Mấy vịt hổng vậy đem về nhốt đây nha bạn. Trời ơi trời ơi. Thôi đốt lại đi đốt lại đi. Thôi luôn. Thấy không các bạn. Vịt hổng vậy đem về nhốt đi nha bạn. Bây giờ mình bắt mình đem ra phòng đen nha, mấy bạn muốn biết gì á, theo chân mình theo hay. Bây giờ mình vô đâu lấy chìa khóa. Không, quên nữa, vô trong mình lấy chìa khóa nữa. Được, được. Đây mình vô, lấy chìa khóa. Dịch này mình bắt bỏ vào luôn như vậy. Chạy con máu luôn rồi. Thôi không. Có dai thì phải có trả. Có dai. Từ từ rồi cũng phải tới ông. Để mình vô. Đúng rồi. Vừa tới nha bạn. Vừa tới. Bây giờ. Sáng rồi. Trời ơi cái gì chớp dữ thần á. Nhưng mà chớp dữ thần đi. Nói chung là đời phải có dai phải có trả. Đúng rồi. Ông bỏ cái ông chỉ là bỏ cái nền nhà tôi nên tôi chơi thắng với ông luôn chơi đồ xịn bỏ tôi lại luôn trời ơi trời chùi đi thôi đây chắc tặng cái bút chùi kia bút chùi để rồi họ chùi đó gì đó ai biết đúng rồi chùi đúng rồi đúng rồi đây cho nó bớt lại nha bạn để ông họ chết mấy con vịt hết trơn nha bạn chết bỏ chết nói chung là đời từ từ cũng sẽ tới ông thôi. Đúng trời ơi đúng. Tôi đang mong chờ. Đây vô các bạn. Vô của anh. Đây lại đi, để tôi đi đang lý nè. Đây rồi, để con lên lấy đồ này ra. Lấy đồ ra. Để hai con thôi. Để, lấy con lấy chiếc đồ này nè. Để lên nhanh chân. Quét cửa chạy. Anh em rút điện ra cho anh. Đây mình chim hơi vậy nè các bạn cho nó vịt nó có oxy nó thở nha. Đây cầm vô đây được chim đi chim cầm cầm nha đợi không thôi là nó ấy ra nó chết nha các bạn đậu phộng không thôi là mấy con vịt nha nó ngủm của tội cho các bạn ông gà là tôi tính là tôi chơi ông với ông Sàng chơi thèm đấy đó bạo gà luôn nha bạn, bạo gà luôn nha. Còn hai con. Anh em mình chừa lỗ oxy cho nó thở nha bạn. Chừa cho nó thở. Đây bên này. Trời ơi cái máy giật. Trời ơi. Ê còn gì đấy hả? Hút quạt dài. Nguyên nhiên. Dạ to hơi, dạ to hơi. Khăn nữa. Thôi bỏ đi ra đi, để ra trong đi. Đâu, con gà to, gà to hơi. Đừng được Nguyên nhiên nữa. Anh được Nguyên nhiên nữa. Máy giặt này mình vừa không ta? Chắc vừa. Há ra đi. Thôi vô máy giặt nữa bạn. Cái này cái tội chơi tôi là. Vô vịt vô mới giặt luôn giặt vịt kêu bằng là mấy con vịt giặt
Nó mổ vô mất kìa. Ôi cho này nó mà ế đây hả bạn. Thơm phức luôn. Đấy tại ơi miếng vịt này thái ra. Dạ bấm hút lên đây nè. Lấy cái đầu vậy. Chim này hả? Chim này hả? Ôi đem một nước lại. Đem một nước lại. Đem một nước lại. Lấy một nước kìa. Một nước ngoài đất kìa. Này chị chơi nè. Đây. Dịch ra bạn. À anh em mình chưa lấu oxy cho nó thở nha bạn. Đây. Nè một con đây nè. Hai con đây nữa là con này con. Là dịch ấp lạnh, con này là dịch giặt. Bây giờ anh em mình quay cái rồi anh em mình dọn thẩm liền nha bạn. Dọn thẩm nhanh nhanh nếu hồi nào mình thức á. Ok bạn. Bây giờ xong nha bạn. Dọn dẹp vậy nè, mình dọn dẹp lẹ cho bạn. Dọn dẹp lẹ cho bạn, đi dọn dẹp lẹ, trả chìa khóa lại cho ông đèn nha bạn. Đi, đi, đi. Thèm. Tắt cái đèn chớp đi, chớp cái thèm đó. Mình để đèn nó cho ông đèn luôn nha bạn. Để đèn cho sáng. Anh em mình đã sắp xếp ngoài chỗ xong cho xong rồi. Cái chỗ đen của này là hơi bị nhiêu sạch lỗ. Trời chiến này mấy giặt dịch. Quái mấy nhổ lùng dịch trong nơi. Phải đau gấp 10 lần tôi mới được chứ đâu có phải mình nên tôi được. Bây giờ mình vô mình trả chìa khóa lại cho ông để lại chỗ cũ. Nãy mình em mới gọi điện cho ông xàm luôn nha bạn. Còn nửa tiếng nữa mới về nha các bạn. Các bạn đợi chuẩn bị có màn hay cánh một coi hay hơn của mình luôn. Trả chìa khóa vậy luôn nha bạn. A few moments later. Thôi anh em về nghỉ ngơi đi. Ủa không nữa nay con chuyện luôn buông quá trời luôn. Giờ này còn chưa xong nữa. Dạ dạ. Thôi về nghỉ ngơi đi rồi mới vô làm chứ biết sao vậy. Ủa từ sáng giờ đã rồi làm như không rồi. Chuyện giờ nó luôn buông quá trời luôn mà giờ còn chưa xong nữa nè. Tranh thủ chạy về đang nói với anh em tí nè. Tao còn giọt đi nữa chứ. Ui. Ui. Chạy chạy. Về về mấy anh em về nghỉ đi. Tôi đi công chuyện tiếp rồi. Ủa sáng rồi. Không, chị luôn bu rẻ tiền luôn trời. Bữa nay không luôn á. Thôi mời vô làm nha. Thôi để anh em về đi ngay nha. Con đi công chuyện nữa à. Công chuyện quá trời đi bu không chuyện đã. Đi luôn hả? Chưa thấy đã gì đâu. Thôi anh em về đi ngay đi. Đâu hả? Đâu á? Đi công chuyện. Đi lắm đâu á ca. Không á, con lắm đâu á. Quá trời công chuyện à. Thôi em về đi nha. Ủa sáng trời. Thôi tôi về luôn à. Về á hôm nay. Thôi tranh thủ về không nội. Ủa sáng giờ ngon rồi, đã rồi. Thế này không tắt đèn luôn trời. Lại không. Nói gì? Đậu xanh chán chờ. Ủa kìa. Đậu mong đậu dịch này chạy. Đậu mong đậu dịch này chạy.
khi nữa đâu mà khóc với chồng. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Đâu món đâu chứ cái trái. Đâu món đâu chứ cái trái. Rồi. Trời ơi mấy mẹ này. Sao mình dính động đây? Mày đánh này không sợ nữa lạ. Rồi. Cái quần què này đó anh chặn đúng rồi. Cái gì vậy trời? Trời ơi! Trời ơi! Có thiệt không? Wow. Con chạy về ông đón tiếp. Bây giờ đi ông chạy thôi. Dậu bà ơi, ông đi.
Vội dọn tủ lạnh với mấy giặt các bạn. Bây giờ anh em mình tranh thủ bắt nó dịch lại. Để nó chạy bắt theo chơi nha bạn. À, các bạn ơi, tổng cộng anh em bắt lại được có 3 con nha bạn. Chết rồi. Nãy là cô già với quay phim thả vô 4 con là bắt lại được có 3 con. Còn con nó chui ra mất tiêu trời ơi. Kiếm nãy giờ cái bụi chảo gặp luôn. Còn cống cho hộ địa hơn. Ủa, đi về lẹ đi đâu còn con bây giờ này, còn con dịch nó lạc nó mất tiêu đi hấp bò thó nào không biết nha bạn có đỡ không sao có đỡ không em mình kiếm đang ngồi nữa cụ đang nhánh thôi mình để khỏi anh em mình lấy một con dịch luôn không đem ba con dịch về bắt con còn lấy ba con nha bạn thôi dọn về bạn ơi.